Ok. Hello các bạn. Hello các bạn. Giờ mình đi đâu? Không biết, đi trail vòng vòng coi thử coi, cho nó dàn sao bây giờ. Đã đọc có sai chứ đó. Dạ. Yeah. Emerald Basin 2.1 cây số, Emerald Lake Circuit. There's also the Yoho Lake. Yoho Pass. Oh, Yoho Lake 8 cây. Trời ơi, 8 cây biết bao xa không? Vậy sao? Đi 3 tiếng á. Oh. Trời ơi, không có giỡn mặt đâu. Oh, Hamilton Falls. Bye bye, look, Hamilton Falls. Nè, mình ở đây. Who's that DC? Đi cả vòng ở đây về, trời ơi, hơi xa đó nha. Nãy mấy cây số? 5 cây số hả? Một vòng. Mình đi bộ quá hả? Ừ. Ôi, đây nè. Ôi, cái bản đồ rồi nè. Circle. Yeah. Emerald Lake. Xung quanh cái Emerald Lake là nó chỉ nè. Ừ, là mình ở đây nè. Ồ, có Avalanche Danger hồi nãy. Dạ, nãy mình Avalanche. Quay ở trên cái video trước. Ừ. Avalanche. I see, okay. Vô tham quan đi. Đi chút thôi. Dạ. Đi không nổi rồi. Đi nhiều quá sao con này có sức. Phải giữ gìn sức khỏe chứ. Ok. There's a big tree trunk. Oh, big tree. I think they cut the tree, that's where the all the thing is. Biết cái bột gỗ gì thôi. Ờ, bột gỗ rồi làm gì vậy? Không có sạch gì biết không? Đi sửa clean không? Nó phải dớt lên. It's cool looking up from here. Now let me take a photo. Vậy con quay giùm má mình chút xíu. Hold up. Rồi, ở dưới bên này cái ánh sáng sáng đẹp quá. Rồi con chán nhện nó theo luôn, nó đu trên cái này. Con nhìn nhện. Ăn được mấy con gà tự vò. Gáp lại được mà không? Gáp được. But this photo is nice, right? Yes. No, đứng này cũng đẹp chứ đâu thua Lake Louise đâu. Nó cái nước nó không có bằng biết không? Tại kia nó đẹp hơn cái nước. The water here is not really emerald. Lake Moraine is more greener than this. Emerald nghĩa là gì ta? Emerald is green. Greener. Yes, the gem is green. No, thật sự nó green mà tại vì người ta mới cưa cây hay gì đó. You want to stand on top of here? Ah, just I'm okay. I'm okay. Oh my god. That's it's cool. Oh, if you have time, you want to go to the Lake Louise over on the way back? Yeah, sure. If you have time. Oh, you want to go there? Which way? Okay, never mind. Leave nowhere. Okay. Sorry. Sorry. Ok, yeah, tôi đi lên trước. Make me do extra walk. Gas nowadays expensive. Ok. Even though, you know, my body doesn't need gas, but my body does need food. Yeah. Food is expensive too. Food is gas. Excuse me. Woo. Let's go. Trời ơi, cái bông này. Mommy, how about I am the main character of this story? Ừ, cái bông này nè, cái này. That's pretty cool. Ủa, ừ, cái này nó ngủ. Look at the tree, they drill a hole here. Đâu? Sự hồ chi ha? Don't tell me that's a toilet.
Oh yeah. Rồi cho ta, chắc cho ta phi quá. Mình nghĩ như vậy. Dạ, yeah, đằng nào nó cũng mục rồi ha. Ừ, chắc nó ỉ vô tưới phân luôn. Không có đâu. Đi vô đây có mấy cái con luôn, nó bù thèm. Hồi nãy mình từ phía bên kia đó các bạn. Từ cái video trước đó là mình ở phía bên kia. Ở trong video này là mình dẫn các bạn đi qua bên này nè. Bên cái khu dân cư mà tập trung ăn uống. Ủa có nướng barbecue nữa nha. Picnic gì đấy. Ừ. Tại vì gia đình mình có 3 người thôi. Tới này phải làm sao 2-3 cái gia đình. Xong rồi bà ra ăn. Bà ra cũng phải spend ở đây nửa ngày. Ừ, barbecue. Ít nhất cũng phải 3 tiếng. Đấy, dọn ra ngồi ăn. Thưởng thức. Rồi xong rồi chèo thuyền. Nè bên đây nè. Nè bên đây nè không? Cái cảnh đẹp chưa? Xuống đó coi. Thấy không? Ok, tới đây là xong rồi đấy. Mọi cái góc quay nó đều có cái cảnh đẹp của nó nè, thấy không? Trời, trên kia có ông nhìn. Ông nhòm. Bên đây nước trong hơn nè. Ở đây đều ok một chút. But there was still the water that wasn't green, you know, like green enough, like emerald. Yeah, like Louis. No? I feel like Lake Moraine is better. Oh yeah. Moraine Lake. Mm-hmm. I like Moraine Lake because I get to see because it's cooler and it's more greener, bluer too. Even one Moraine Lake. À, tôi cũng quên mất tiêu rồi. What? Oh man. I forgot about it. Okay, that's it, eh? Yeah, no more walk. Go back to walk in the car now. Go to Natural Bridge. And then that's it. Okay. Okay. Alaska. Mình đi gì chỗ nào nữa? The next stop là Natural Bridge. Okay. Mời các bạn. Gì ná gì natural hả? No Natural Bridge phong, right? Yeah. Yeah, Natural Bridge. I thought that was a crab. Sorry. So hẹn các bạn ở video Natural Bridge. Yeah. Đó là video không mới. Sao không biết. Dạ, cũng là lần đầu tiên tụi mình tới. Okay. Utilize the telescope of Lalapu. Cái đó là walk, nguyên cái lake gì đó. Dạ, trong đó là đi bộ. Mình đi đó, đi một vòng lớn vậy đó. Yeah. You want to go in the shaker? That is pretty long actually. I am not willing. No, so do I. Yeah,
Anybody go washroom or no? I'm good. Okay. I am good. Okay. You go? Yes, I'm always going. Okay. We know. See you. This is my favorite photo. Giống khóc quá vậy. Did you cry? No, it's just a mist in my eye. Ah, from there, huh? Yeah, sure. I look so cool. Yep. I tried to take a selfie, but I didn't know how. Okay. Oh, tweet wonk. Tweet wonk.